từ ngày tôi bệnh giờ tất cả đều thay đổi. Bây giờ tôi sống một mình và tôi chỉ làm bạn với tiếng chim hót với kỷ niệm thôi. Tất cả đều thay đổi của đời. Có những người trước kia nói chung thủy, nhưng bây giờ họ đã bỏ ra đi. Và từ ngày tôi đau tới giờ thì mọi việc đều thay đổi. Có những việc tôi muốn làm đó, nhưng mà tôi không còn đủ sức để làm. Muốn viết nhiều hòa nhạc, trong đầu tôi nhiều ý tưởng, nhưng mà tay tôi không viết được, tay không cầm đàn được, thì tôi đành bỏ trôi vào cái gì. Và cái điều mơ ước của tôi nhất là tôi được ngày nào đó tôi sẽ đi đứng lại như thường lệ, và cái tay tôi cái cầm đàn lại như xưa. Đó là điều mong mỏi nhất của tôi. Còn ngoài ra những chuyện tình cảm tôi xin hẹn lại, có thể là kiếp sau.
quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh.